Hoàng Minh xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn ủ, đây là thóc nha các bạn. Đó, còn gọi là lúa. Đây, bây giờ mình sẽ ủ lúa với lại bắp nha các bạn, để mình đi câu cá nha. Đó, bây giờ hôm nay mình thử ủ thôi. Chứ trước giờ mình chưa có ủ cái loại này để mình đi câu cá thử. Hôm nay mình sẽ thử ủ để tuần này mình đi câu thử cho các bạn. Đó, hy vọng sẽ thành công nha. Rồi, bây giờ mình sẽ trần cái bắp này trước. Bắp này ủ chua nha các bạn. Đó, mình sẽ cho ngoài cái thau này. Rồi mình sẽ chế nước sôi vô nha các bạn. Đó, sẽ chế nước sôi vô, nước đun sôi nha các bạn. Trong lại là mình sẽ chế nước sôi vô, mình ngâm cho khoảng nửa tiếng. Đó, nói vậy cho nó bắp nó hơi mềm ra nha các bạn. Đó, thì để qua đây một bên. Còn đây là thóc mầm, đây là thóc mình sẽ cho ra ngoài cái thau luôn. Đó, nói chung lại là mình ủ nó lên mầm càng nhiều thì nó sẽ càng tốt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngâm nước cho các bạn, mình sẽ chế nước vô trong này. Đó, đó, mình chế nước vô xong rồi mình vậy cho nó đều như này, nó thấm hết nước luôn. Đó, chung lại là mấy cái hạt lép á nằm ở trên, còn trừ lại những cái hạt chắc thôi. Đó, hạt lép nào ở trên này mình sẽ bỏ nè các bạn, sẽ vớt nè, vớt mình bỏ hết, mình không có lấy nha. Đó, bỏ hết mấy hạt lép này dành để cho gà, mấy hạt chắc để mình nó mới bột mầm mà các bạn à. Còn những hạt mà không chắc á thì nó sẽ không có bột mầm. Đó, thì mình chưa có làm lần nào hết, lần này mình làm đầu tiên luôn. Đó, quay cho các bạn xem luôn, thì có gì nó sai sót mong các bạn thông cảm nha. Rồi đó, còn phần này mình sẽ đổ ra ngoài, nước ra ngoài các bạn, tại vì nó có vừa hạt lép và là cái nước á, rồi đổ ra ngoài. Đó, đổ ra ngoài là mấy hạt lép nó ra ngoài hết, chỉ còn những hạt chắc trong đây thôi. Đó, rồi mình sẽ chế nước vô. Sẽ chế bớt nước ra ngoài. Như là mình để là tạo có độ ẩm mà các bạn à. Đó, tạo có độ ẩm cho cái hạt lúa này, nó sẽ mau dịch một nằm mầm các bạn à. Chưa, còn ít nước thôi. Giờ mình sẽ kiếm một cái nắp hoặc là một cái bịch gì đó, sẽ chùm ở bên ngoài để cho nó có cái độ kín nha các bạn. Mình sẽ chùm bịch nha. Đây, mình sẽ lấy cái bịch này mình sẽ chùm lại, chùm bên ngoài để cho nó nhanh lên, nhanh lên mầm bằng mọc rễ ra. Tại vì mình chưa có làm bao giờ hết, mình không biết ủ làm sao để cho nó nhanh lên mầm, nên giờ là này mình thử làm thôi. Đó, các bạn thấy gì sót thì các bạn thông cảm với mình nha. Hy vọng là ủ vài ngày nó sẽ lên một mầm. Đó, rồi như vậy thôi, ok thôi, lâm keo quần càng quanh nữa là ok luôn.
Đây. Còn cái bắp này mình sẽ chế cái nước này ra, nước này nó nguội rồi. Rồi. Mình sẽ cho vô trong cái này. Đây là ngô tiên nha các bạn. Các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi. Đó. Không biết vậy nó có được chứ nữa. Rồi như vậy thì bây giờ sẽ đem đi ủ thôi các bạn ơi. Đơn giản thôi. Chứ mình cầu kỳ quá, nhiều quá mình không biết làm thế nào. Rồi giờ biết là mình chế thêm nước sôi vô đây thôi. Vậy thôi. Cho nó như là nó nở ra, phần nở ra. Và ủ nó sẽ có nước. Hơi nhiều nước rồi. Nhiều nước hay nhanh chua thôi. Rồi. Vậy thôi. Giờ đem đi ủ thôi các bạn ạ. À. Còn cái này thì nó có cái nắp rồi, để lại vậy thôi. Là ok. Sẽ ủ trong đây nha các bạn. Trong đây nó bồn của con em mà nó đi làm rồi, sẽ ủ trong này. Đó. Hy vọng mình sẽ thành công nha các bạn. Ok nha các bạn. Thì hôm nay là cái video ngắn của mình thôi. Mình thử ủ ngô và thóc mầm. Thử coi nó sẽ như thế nào các bạn. Thì cái ngày mà đi câu cá thử nó sẽ như thế nào thì mình sẽ quay cận cảnh và chi tiết cho các bạn hơn. Hôm nay là thứ năm rồi. Mình làm ngày hôm nay và 2 ngày nữa mình sẽ nghỉ. Rồi ok nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem nha. Các bạn nếu hay hãy nhớ cho mình xin một like. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Xin chào. Và đừng quên ủng hộ cho Hằng Minh nha. Hẹn gặp lại mọi người.